dẫn cho các bạn về EQ Mode và chọn lựa giữa EQ của 900 Nasdaq và 900 Nasdaq 2. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Setting, chọn vào Controller. Và ở phần Mixer, các bạn thấy có EQ ở đây. Thì chúng ta đầu tiên có thể chọn giữa EQ hoặc là Isolator. Và ở đây chúng ta có phần EQ Type. Các bạn có thể chọn giữa DJM 900 Nasdaq hoặc là DJM 900 Nasdaq 2.